thấy rồi, em thấy rồi. À, xin lỗi anh, em là nhà báo của báo Lá Cải, xin anh cho biết cảm nhận khi lần đầu tiên ra Hà Nội. Lạnh. Rồi gì nữa? Mệt. Rồi gì nữa? Bực. Vì sao anh bực? Đập. Thôi đi đi. Chưa biết cảm nhận của anh khi ra Hà Nội. Trời ơi, mẹ ơi. Chào. Chào không? Không có gì. Má ơi, mấy cộng lông. Ở đây, cảm nhận của anh khi lần đầu tiên ra Hà Nội. Cảm nhận của tôi hả? Hà Nội hôm nay trời đẹp lắm. Anh nghĩ sao mà trời thật lạnh mà anh mặc áo phong phanh này sexy vậy? Tại tôi không có nghĩ, tôi lần đầu tiên tôi mới bước ra Hà Nội, tôi không có biết. Anh mới cảm nhận thông tin. Mà giờ nó lạnh, tôi không có biết.